trời cũng làm mưa lâu dài, giọt buồn giọt tuổi đêm ngày, cây cột mẹ suối mái lá nghèo cũng đừng giọt xiêu. Dẫu mà cơn nắng bấy lâu mà dây bầu, mày còn không héo mới mưa dầm, mày lại héo về. Còn dầm mưa tan cơn mưa dầm, mẹ gần về chưa? Thèm thuồng giọt nắng rớt sao hè, con vẫn ngồi nhén bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trong. Thế nào tia nắng cũng lớn trên vàng bầu, mẹ trồng cha hai bữa cơm nghèo chén canh cá cơm ngon. Chén canh cá.
chùa Thiên Cung A Di Đà Phật. Bạch nhà sư trong ấy cho chú tiểu sang nhận lễ, để tôi còn kiếm câu hát đi chạy hội nào. Mang niềm tình tới, mong lao nguồn yêu
tôi đưa tôi ra đâu làm một mình ba đôi cả trời nắng to. Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng, này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng, làng tôi quanh co quanh co quanh co quanh co. Ba tôi đưa tôi ra đâu làng một mình ba đôi cả trời nắng to. Này là gió cuốn mây trôi đưa tôi về làng, này là bóng nắng liêu xiêu theo tôi đường làng, làng tôi quanh co có sợi rơm khô. Nhớ làng tôi, từng tông mương xanh bay 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 bay. Nhớ bà tôi, 100 năm rồi ngọn cỏ hoa bay trời. Cười cười một chuỗi chơi thư bụng ta, có mùa thóc nếp lợp trên mái nhà, có mùa hoa cả từ miền tim tại ba vì lung gà vàng như vườn cả ông vì mặt trời như trận gió to. Thank you.
hoa chưa chan tình thương. Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi, phút gần gũi nhau mất rồi, ta tưởng là hết người ơi. Tiếng ve nức nở buồn hơn tiếng
trắng cả một trời quang trì. Cơn lũ đầu nguồn như từ thiên niên kỳ, không xứng mà đổ xuống quê bao mây nước. Ở nơi đâu như đất quê mình, bao ngày trôi qua lũ cao dừng thêm nữa rồi, không còn nhận ra cả. Chị hai ơi,
đợi hai xíu, hai đang bận tay dưới bếp nè, hai lên liền. Dạ. Chưa kịp nói chữ lên nữa. Thôi thôi, chị ba điệu quá. Chị ba điệu như vậy, tới sáng mai mới vô tới nơi luôn quá. Chút nữa chị ba sẽ mét chị hai cái chuyện em ăn dụng trong lớp nha. Thôi thôi, chị ba đừng có mét chị hai. Mét chị hai đánh em trước luôn á. Thôi đi, đừng có giả bộ khóc mà làm cho tôi cảm động. Tôi không mét chị hai nha, tôi mét cho coi. Chị hai ơi. Nè, hai đứa làm cái gì đó? Dạ không có làm chi. Út, chị hai thấy rồi nha, xấu bịt miệng chị ba như vậy. Chuyện là như vậy nè chị hai. Nè nè, bé ba ngoan, sao bé ba khóc vậy? Út nhéo em. Út nè, hư quá nha, chị hai quýnh đòn bây giờ. Sao mà nhéo chị ba như vậy hả? Em đâu có làm gì đâu. Hồi nãy ở trong lớp ăn dụng có chút xíu mà đòi mét người ta. Người ta đâu chết à. Thôi được rồi, chị hai năn nỉ, hai đứa không có khóc nữa nha. Dạ. Nè Út nè, lần này là chị hai tha cho đó. Lần sau mà vô lớp ăn dụng nữa là chị hai quýnh đòn nghe chưa? Dạ. Rồi lần sau á, từ nay về sau không có được ăn hiếp chị ba nữa biết không? Dạ em xin lỗi chị hai. Rồi nhà có ba chị em phải thương nhau chứ. Ra rửa tay đi rồi vô ăn cơm với hai nè. Tụi bay đâu? Đứng ngoài này chờ chị. Chị vô chị đòi nợ xíu chị ra. Dạ, thưa chị Lài mới qua. Đang làm gì đó? Dạ, tụi em đang ăn cơm. Nghèo mày đặt ăn cơm hả mày? Ăn cái gì? Dạ, rau muống luộc với lại kho quẹt. Bơi chén coi đói. Hả? Chị xích vô con nhỏ mẹ kỹ vừa vừa phải phải rồi mày. Trời đất ơi, ăn cơm mà ngon dữ vậy nè. Hả? Kho quẹt với rau luộc có gì ngon đâu chị. Vậy là ngon rồi, ở nhà má tao ác cái tao lắm. Không bây giờ cho tao ăn cọng rau nào hết trơn trời đó. Tối ngày bắt ăn tôm, ăn cá, ăn cua. Người đâu mà ác đạo. Ủa tao qua đây làm gì tụi bay? Dạ em cũng không biết nữa. Giờ xíu tao về là hỏi má cho tao coi. Chứ mà chị, Tao nhớ rồi. Qua đây đòi nợ. Nhỏ kia biểu. Nhanh lên. Dạ chị Lài. Chừng nào trả nợ cho má tao. Mày có biết mỗi lần tao qua tao đòi nợ tao mệt lắm không? Tao đang đi chơi, má tao bắt tao về đi đòi nợ mày. Tao phải bới cái đầu 8 tiếng tao mới qua đây được. Chị Lài ơi, chị Lài thông cảm cho em nha. Chứ bây giờ chị biết hoàn cảnh gia đình em rồi đó. Em cũng không có đủ khả năng trả cho chị. Em hứa vậy nè, chị cho em mấy tháng đi, xong rồi mỗi ngày em làm một ít á, rồi em mang qua em trả chị dần dần được không mày chị? Mày hứa hoài, tao mệt lắm luôn á. Bây giờ có cái gì đem ra đây tao xiết, tao đem về cho má tao vui lòng. Chị xiết. Lẹ lên. Chị nhìn thử trong nhà em cũng không có cái gì xiết được á chị. Bây giờ không có gì xiết phải không? Dạ. Tao sẽ xiết hai đứa em của mày. Chị ơi. Đi, nhanh lên. Chị ơi. Chị Lại ơi, em năn nỉ chứ mà chị Lại. Tụi nó còn nhỏ xíu à, tụi nó đâu có biết gì đâu. Bây giờ tụi nó còn lo ăn học nữa. Chị để cho em lo cho tụi nó ăn học đi nha chị. Cái gì? Mày nói cái gì? Nó còn ăn học? Dạ. Tao lo cho nó ăn học luôn. Tao đem tụi nó về, tao sẽ nói má tao cho nó ăn học tới lớp 12 xong rồi lên xì phố học đại học luôn, được chưa? Thiệt không chị? Trời, một lời tao nói ra mà. Mày đợi xíu đi, tao thấy sai sai gì nè, tao gọi má tao ơi. Hình như sai sai gì á. Alo má hả? Con nè, giờ nhà nó nghèo quá, nó không có gì đem ra cho con xiết hết, giờ sao? Giờ con định là xiết hai đứa em nó đó. Giờ má, dạ. Nhưng mà giờ tụi nó còn tuổi ăn tuổi học đó má. Là mình phải lo tụi nó ăn học luôn tới đại học đó nha má. Dạ. Dạ. Rồi rồi, con biết rồi, má yên tâm.
Rồi, dạ. Rồi, để con nói tụi nó. Dạ. Dạ, dạ, rồi, thôi má nha. Dạ, dạ, dạ. Được không chị? Má tao chửi tao khùng. Ủa, sao vậy chị? Má tao kêu tao đi chết đi. Mày thấy không? Tại chị em mày mà bây giờ gia đình tao ly tán. Ủa, em đâu có làm gì đâu mà gia đình chị mày không làm gì? Mày thiếu nợ mày không chịu trả. Rồi bây giờ á, tao xiết hai đêm mày về, má tao kêu tao đi chết đi. Tao nghe lời má tao, tao đi chết rồi má tao buồn, má tao đi tu. Rồi ba tao sẽ có vợ nhỏ, có phải gia đình tao ly tán gì gia đình mày không? Vậy mà chị cũng nghĩ ra được nữa em không? Bây giờ vậy, bàn chuyện quan trọng. Qua đây ngồi, mệt quá. Hai đứa nhỏ đi qua bên kia coi. Sàn ràng trước mặt ha. Ngồi xuống. Má tao nãy cũng có nói rồi, là ba má mày cũng đang đi kiếm người gả mày đúng không? Tại diện gái lớn rồi, mà giờ chưa có chồng thì cũng khổ. Mà ba má mày đâu có tìm ra được ai đâu. Bây giờ á, có cái mối này giàu lắm. Mày chịu đi, mày lấy ổng xong á, cái mai mốt mày có tiền mày nuôi hai đứa mày ăn học thành tài luôn, rồi mày trả nợ cho ba má tao. Tao không có làm phiền mày nữa, tao không qua đây nữa, thiệt tao thề nha. Chị ơi, bây giờ có chuyện gì á, chị để em về thưa lại với ba má em chứ. Mày yên tâm đi, ba má mày thiếu nợ ba má tao, nói một tiếng là ổng bả chịu liền à, không có gì hết trơn á. Mày lấy ổng đi, ổng giàu lắm mày ơi, giàu dữ lắm luôn, trời ơi. Nhưng mà em đâu có biết người ta là ai đâu. Bạn thân ba tao. Hả? Thiệt, bạn thân ba tao mà, bởi vì chỗ quen biết hết. Bạn thân ba chị, vậy bao nhiêu tuổi rồi chị? 67. Hả? 67 tuổi. Còn lớn hơn ba em nữa, làm sao em có thể lấy người ta làm chồng chị? Nhỏ đẻ khờ dễ sợ luôn. Trời ơi, người ta lớn người ta mới có tiền, bại bà. Mấy người nhỏ nhỏ tuổi ở đâu tiền, tiền cha, tiền mẹ không chứ tiền nào của tụi nó, hiểu không? Mày lấy ông đi, tao thiệt mày nghe, tao mê ông lắm. Tao đòi lấy ông mấy lần cũng đâu có chịu. Ông muốn là gái trẻ trẻ, đẹp đẹp. Mày hiểu không? Cho nên ráng đi, mày lấy ông đi. Thí dụ mà ở chừng vài tháng mày thấy không được á, mày cáp qua tao. Lúc đó mày chỗ quen biết với ông, mày nói nhiều khi ông tin hơn, hiểu không? Chứ tao nói ông không có chịu. Nha, nha, vậy nha. Ông cũng đang gấp lấy vợ lắm rồi. Không được đâu chị ơi, để em thưa lại với ba má em chứ. Chứ ê, tao mệt nha mày. Tao mệt nha, tao thuyết phục tao cũng biết mệt nha. Bây giờ sao mày không chịu đúng không? Bây giờ trả tiền nợ cho tao. Mày không trả tao kêu 18 thằng nó đứng ở ngoài nó vô nó dỡ cái nhà của mày. Chị ơi, em đang nỉ chị lại, chị đừng như vậy mà chị. Bây giờ mày đi theo tao đi. Tao đi lên trên huyện, tao mua đồ cho mày. Tao tuốt mày từ A đến Z để mày đi lấy chồng. Mày có tiền mày trả nợ cho ba má tao. Mày lo cho hai đứa em mày ăn học, mày muốn cái gì nữa. Đi, nhanh lên. Chị ơi, nhưng mà không có được chị ơi. Làm sao em lấy người ta làm chồng vậy được? Bây giờ 18 thằng đâu? Được rồi chị, em hứa chị mà. Mệt hả? Chị cho em nói chuyện với hai đứa em chút cho chị. Nghèo bạch nói chuyện hoài mệt quá. Út, bé ba, nghe hai nói nè. Chuyện của hai đứa là ăn học. Chị hai đi lấy chồng rồi. Hai đứa ở nhà ráng ăn học nha. Ở trong nhà cái gì á, có chị hai lo rồi, yên tâm đi. Nhớ đàng hoàng nha. Trời ơi, nhiều quá rồi, hết giờ, đi. Hai đứa nhỏ thì ra chỗ khác, còn nhỏ thì đi theo tao, nhanh lên. Trời ơi. Hai đứa ráng học nha. Đi, bù ra đi. Nó đi lấy chồng, nó về lo cho tụi bay chứ. Đi ra chỗ khác. Đi, chị đi mua đồ cho. Hãy
chiều vẫn gái sáng sông. Tương vui hết nghĩa tơ hồng, ngờ đâu sớm để tăng trông, trời ghen má đỏ môi hồng. Năm 17 tuổi duyên em lỡ làng, ba chim bảy nội một chuyến xa. Chuẩn bị sẵn hết rồi, gạo lứt muối mè với mấy đòn bánh tét đem theo đi đường, có đói thì ăn nè con. Có mấy chai dầu gió ở trong nữa nghe. Má ở nhà giữ gìn sức khỏe nghe má. Được rồi. Má nhớ chăm sóc thằng Vĩnh giúp con nha má. Má biết rồi. Con đi nghe má. Đi lẹ cho kịp. Cha. Cha dối con. Cha ru con ngủ rồi cha bỏ con đi sao cha? Con à, cha. Vĩnh à. Cha con bận công chuyện, cha con đi rồi cái cha con về liền ha. Ở nhà với nội ngoan nghe. Con lớn rồi mà nội, con biết và hiểu hết mà. Cha con đi đánh giặc phải không nội? Vĩnh à, nghe cha nói nè. Nếu con nói con đã lớn, con biết và con hiểu hết, thì con phải để cho cha đi chứ. Rồi cha sẽ trở lại. Nè, ngoan. Những gì cha dặn con, cha dạy con như thế nào, nói lại cho cha nghe. Dạ. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường già cho nên người.
cha yên lòng cha đi rồi. Dạ con chào bác. Anh Quốc, mình đi theo anh. Để đi. Còn kịp con nước rồi nào. Đi lẹ đi con. Con đi nha má. Khoan, nè, đem theo cái này đi con. Cái khăn rằn kỷ niệm của ba con. Nhớ, lúc nào cũng có ba có má bên cạnh nghe chưa. Dạ, con đi. Cha đi nha con. Nhớ nghe lời bà nội nghe con. Dạ. Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu suốt đời. Cha con không sao đâu. Rồi cha con sẽ về với con, về với nội ha. Không sao đâu, yên tâm đi nghe. Nằm xuống đi, nội ru con ngủ nha. Con ơi, con ngủ cho ngon. Cha con. Cậu Nam, cậu về rồi. Dạ, con chào bác. Thằng Quốc đâu? Dạ. Chú, cha con sao rồi chú? Dạ con xin lỗi bác. Nội ơi, chiếc khăn rằn của cha con. Dạ thưa bác, anh Quốc đã. Tôi biết rồi, tôi hiểu. Chiến tranh mà, chiến tranh thì phải có mất mát hy sinh phải ông cậu. Cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu báo tin nha. Cảm ơn cậu. Dạ thưa bác con đi. Chú đi nha con. Nội ơi, cha con sao nội? Má ơi, con xin lỗi má. Vĩnh ơi, đừng buồn cha nha. Vì cha đã hứa là sẽ quay trở lại với con. Khi con đi xa rồi, má nhớ ru thằng Vĩnh bằng bài hát ru của con nghe má. Con ơi, con ngủ cho ngoan. Cha con bận việc nước non chưa.
chờ con ngồi đêm lá rơi, đêm bao nhiêu lá mà con chưa về. Ngày xưa con bé ngây thơ, mẹ hay âu yếm bên con, mẹ bảo mẹ thương. Trầu cao
sao giờ thì đã héo, duyên tơ tầm suốt đời mang theo.
Và bây giờ sẽ là ngôi vị quán quân. Thưa quý vị, quán quân của Tuyệt đỉnh song ca nhí 2017 sẽ nhận được giải thưởng trị giá 200 triệu đồng. Và á quân sẽ nhận được giải thưởng trị giá 100 triệu đồng. Như vậy chúng ta sẽ có 2 á quân và 1 quán quân. Có lẽ giờ phút này sẽ rất là hồi hộp và Nguyễn Khang không để quý vị chờ đợi lâu hơn nữa. Thưa quý vị, quán quân mùa đầu tiên của chương trình Tuyệt đỉnh song ca nhí 2017 xin được xướng danh và chúc mừng đôi song ca Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Xin chúc mừng Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Và xin chúc mừng các cặp đôi á quân, đó chính là Hồng Nhung Minh Nhật cùng với Ngọc Nhi và Cát Viên. Với màn hòa âm tuyệt đỉnh, Đức Vĩnh và Quỳnh Anh đã xuất sắc nhận được 2 sự bình chọn từ giám đốc đài truyền hình Vĩnh Long, ông Lê Quang Nguyên và nhạc sĩ Minh Vi. Cặp đôi Hồng Nhung, Minh Nhật nhận được 1 sự bình chọn từ hội đồng báo chí. Và cặp đôi Ngọc Nhi, Cát Viên nhận được 1 sự bình chọn từ đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Như vậy, với 2 sự bình chọn, Đức Vĩnh, Quỳnh Anh đã trở thành quán quân đầu tiên của chương trình Tuyệt đỉnh song ca nhí đầy thuyết phục. 2 giải đồng á quân thuộc về Hồng Nhung, Minh Nhật và Cát Viên, Ngọc Nhi. Chương trình Tuyệt đỉnh song ca nhí mùa đầu tiên của chúng ta đã khép lại và bây giờ chúng tôi xin được mời bà Phạm Kim Dung sẽ lên trao 2 á quân cho 2 cặp đôi Hồng Nhung, Minh Nhật và Ngọc Nhi cùng với Cát Viên. Xin được trân trọng kính mời bà. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời ông Lê Quang Nguyên, giám đốc đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long sẽ lên trao cúp quán quân dành cho cặp đôi Đức Vĩnh và Quỳnh Anh. Và xin hãy dành một tràng tay thật lớn để chúc mừng cho quán quân của Tuyệt đỉnh song ca nhí 2017. Chương trình do đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty Sang Vàng thực hiện. Một lần nữa, Nguyên Khang và Bảo Ngọc xin chào và hẹn gặp.